Em chào các bác nhé, chào mừng các bác xem kênh Đệ tử Bùi Minh. Video này em làm trả hàng cho bác khách ở Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đấy, bác đặt em là máy TZ40.000 đời mới nhất 2023. Đấy thì em sau khi gia cố xong, đấy thì em vào vỏ và quay video sơ nội thất và test máy cho bác nhé. Thì tiện đây em làm cái video giới thiệu cái mẫu máy này luôn cho các bác về cái nhu cầu đánh của cái mẫu máy TZ40.000 này. Và cái mẫu này nó khác gì so với mẫu của TZ40.000 đời cũ. Đấy, về nội thất này. Đấy, nội thất thì đã được thiết kế ở trong một cái vỉ mạch. Đấy, rất là gọn gàng. Đấy, nội thất thì cấu hình khỏe hơn. Và máy thì sẽ gọn gàng hơn. Đấy, được trong cái vỏ nhôm này, màu tím này, có quai sách chắc chắn này. Đó. Mẫu mã thì đẹp hơn, cấu hình khỏe hơn, đánh ngon, hút cá hơn. Đấy, máy này phù hợp cho các bác là đánh vợt và đánh thả cáp. Thả cáp sợi cáp dài 6-7 mét, thoải mái, phù hợp cho tầm nước là 8 mét đổ lại. Đấy, đánh tổng hợp tất cả các loại cá, phù hợp nguồn nước là nước thuần ngọt này, ngọt trong, ngọt đục này, nước nhiễm lợ, nhiễm phèn, nhiễm tạp chất bẩn này. Đấy thì là máy này đánh rất là ngon và không kén nước. Đấy, các bác đánh cá trắng, cá da trơn, đấy, tổng hợp tất cả các loại cá nhá, rất là ngon. Đấy, về cấu hình của máy, về cấu hình của máy thì máy này chạy công suất là 20 feet nhé, chạy công suất là 20 feet lớn, chở chân đồng tay quan xịn. Đó. Về biến áp thì sẽ là hai quả biến áp E65, đấy, biến áp to, và tụ phóng là 6 tụ phóng 560W 450V, đấy, tụ này tụ xịn nhá. Về cảm là có hai cảm E55. Đấy, cảm này cảm xịn, ngâm keo rất là chắc chắn và ngon. Đấy, tiếng rất là ngon, rất là đanh. Đó. Về con này thì các bác không chê vào đâu được rồi. Đời mới 2023 thì cấu hình nó khỏe hơn rất là nhiều và các bác thả cáp được sâu hơn và giật rộng hơn, chắc hơn. Đấy, tụ băm thì là 3 tụ băm, tổng là 15 mi nhá. Đấy. Có 3 rô le chống ngược này, 6 tụ lọc nguồn đầu vào này và 2 quạt làm mát. Đấy, các bác nghe tiếng quạt thì các bác biết là quạt làm mát rất là tốt, rất là khỏe. Đấy, và các bác thả cáp thì không thể thiếu cái quạt nó khỏe như này nhá. Đấy. Về phía mặt trước thì là có 2 núm da vợt này. Đấy thì em đang đấu dây đi rồi. Núm 5 chế độ này, 5 chế độ này. Mặt led hiển thị báo vôn của bình này. Đấy, xem là còn bao nhiêu điện này, rất là tiện. Mặt led hiển thị tần số này. Đấy, công tắc đánh áp thấp áp cao này. Đấy, đánh nông sâu ấy ạ. Đấy. Núm chỉnh tần số này và 2 núm đấu cò. Đó. Về máy này thì nó rất là khỏe nhá. Đấy thì cái áp cao ấy nó khỏe hơn đời cũ rất là nhiều và cái áp thấp ấy thì nó bằng đời cũ nhá. Bằng TZ40.000 đời cũ. Đấy thì em so sánh về mặt công suất đấy cho các bác hiểu là cái mẫu năm 2023 thì nó khỏe, nó ngon như nào. Đấy, về dây và kẹp này. Đấy, kẹp thì mẫu máy thì chỉ hơn 4 triệu thôi nhưng mà kẹp xịn nhá, đồng vàng dày dặn chắc chắn nhá. Kẹp này kẹp của Samut đấy ạ. Đấy, các bác thấy là đồng nó dày như này đúng không ạ? Rất là chắc chắn. Dây thì dài tầm khoảng 70-75 đấy, rất là ngon. Đấy, thì các bác không phải phù hợp cho các bác là kẹp bình rồi, thoải mái rồi. Đấy, dây 70-75 thì em không nhớ rõ ấy, nhưng mà cả kẹp vào là tầm khoảng 70-75, tầm đó, tầm 80 gì đó. Đấy thì phù hợp cho các bác kẹp nhá. Đấy, thì em test máy cho bác khách ở Văn Yên, Yên Bái nhá. Đấy, máy này phù hợp cho các bác là đánh vợt và thả cáp nhá. Chế độ đầu tiên, chế độ số 1 nhá. Đây, chế độ thì nó sẽ in từ số 1 đến số 5 luôn. Thì em hướng dẫn chế độ số 1 trước. Chế độ số 1 là đánh lì này. Chế độ số 1 và chế độ số 2 là đánh lì. Đấy, phù hợp cho các bác là đánh tầm nước từ mét rưỡi đổ lại. Đấy, tầm nước nông, tầm mét rưỡi đổ lại. Đấy thì các bác đánh cá trắng, cá rô phi thì các bác để cao, để tần số cao. Còn các bác mà đánh da trơn ấy, đấy, chuyên lóc chuyên chê thì đánh ở mương ấy thì các bác để tần số nhỏ như này nhá. Đấy, tiếng băm rõ ràng luôn. Đấy, chế độ số 2 này. Đấy, băm thưa hơn nhá. Chế độ số 2 thì tiếng băm thưa hơn này. Đấy, em vặn cao nhất thì cũng các bác nghe được tiếng băm nhá. Chế độ số 3. Đó, chế độ này thì tổng hợp cho các bác là đánh tất cả các loại cá. Đấy, và vừa đánh vợt vừa thả cáp được.
Nếu các bác muốn mà đánh da trơn, đánh da trơn, đánh vợt hay thả cáp đều được nhé, thì tần số các bác để tầm khoảng 30 đến 35 cho em. Đó. Tần số để tầm khoảng 30 đến 35 và đang để áp cao nhé. Còn nếu mà cá trắng đánh vợt thì các bác để tầm khoảng 50 nhé. Đấy. Tần số nhảy từ 48 đến 55. Đây, các bác xem tần số nhảy từ 48 đến 55. Đó. Đấy, để cao hơn này. Máy rất là khỏe luôn. Bóng sáng trắng. Chế độ số 4 là chế độ thả cáp nhé. Thả cáp cá trắng thì các bác để tần số tầm khoảng 40. Đấy, khách em phản hồi là đánh tầm khoảng 40 đến 42. Đánh cá trắng lên nổi rất là đẹp rồi. 38 đến 42, tần số nhảy 38 đến 42. Đấy, còn nếu mà chuyên về da trơn thì các bác để tầm khoảng 28 đến 35. Đấy, tần số nhảy 28 đến 35. Đó, chế độ số 5 cũng thế ạ. Các bác để tần số đánh cá trắng cũng tầm khoảng 38 đến 42. Đúng không ạ? Đó. Còn da trơn thì các bác để tầm khoảng 30. Tần số để tầm 30. Chế độ số 5 thì các bác đây, các bác thả lạnh này, đuổi lưới này. Đấy, hay là thả tôm. Thả tôm các bác để áp thấp cho em nhé. Đấy, thả tôm để áp thấp. Đấy, vặn nhỏ hết về. Đó. Thì cũng rất là ngon. Máy này phù hợp cho các bác là đánh tổng hợp tất cả loại cá. Đấy. Đánh vợt, thả cáp mà giá chỉ hơn 4 triệu thôi. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0961038361. Đấy, gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại này với em. Đấy, Zalo em điện tử Bùi Minh. Và máy này em bán ra bảo hành cho các bác là 1 năm, bảo hành sửa chữa 1 năm. Các bác ủng hộ kênh, đăng ký kênh em miễn phí ship toàn quốc nha. Cảm ơn các bác.